Hey, chào tất cả mọi người nha, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Thì trưa ngày hôm nay mình với anh Khánh xuống bờ sông chơi nha mọi người. Đây nè, bờ sông rất là rộng luôn nha. Ở bên đây thì không có cái xưởng làm dừa. Ở bên mé phía sau lưng này có cái xưởng làm dừa tuốt đằng xa nè. Thì bữa nay xuống bờ sông chơi thì có đem theo mấy con cá xương xanh đó. Để tí nữa đốt cái đống than lên tắm xong rồi vừa tắm xong vừa nướng mấy con cá ăn luôn nha mọi người. Buổi trưa ở đây thì tương đối gió rất là nhiều, khá là mát luôn nè. Mọi người thấy đã không? Ở bờ sông rất là mát luôn nha. Khánh đang chặt cái buồng dừa nước ở trong đây nè. Đó, ngang đây nè. Đây Khánh nó vừa chặt cái buồng dừa nước cho xong nha mọi người. Cho mọi người xem nè. Cái này là nó vừa ăn luôn nha. Khá là ngon. Nhìn như vậy là ngon nè. Hấp thử miếng nước nữa. Nước nó cũng ngọt lắm nha. Cái này là vừa ăn nè. Ngon á. Nè mời mọi người nha. Ngon quá. Nó vừa mềm mà ngon. Đây mấy con cá xanh sơn nè mọi người. Thấy nó tươi, mắt nó còn trong veo. Mấy con cá này khá là dài luôn nha. Mỗi con khoảng tầm nửa thước. Con này thường ăn thì nướng mọi hoặc mình nướng muối ớt. Ăn chấm với muối ớt cũng ngon lắm. Bây giờ sẽ mần mấy con cá này nha. Mình đi cắt thêm lá chuối thì mình có phát hiện một cái buồng chuối sen này nha. Mọi người thấy nó lạ không? Cái bông chuối nó vẫn còn luôn nha. Bình thường thì nó nếu mà nó có ra trái như vậy là cái bông chuối nó tự rụng nha. Còn cái này là nó còn cái bông luôn, cái bông nó màu hồng như màu cánh sen nha. Đây là cái trái nó chín nè. Không biết mọi người thấy không nha. Rất là đã luôn nha. Để nó chín để ăn thử xem sao. Chuối này nó còn hột. Nè mọi người thấy không? Chuối nó nhỏ xíu nhưng mà nó chín rồi. Chuối này nó có hột nha. Ăn nó cũng khá là ngọt luôn á. Chờ mấy trái lại hồi cho thằng Khánh ăn chứ. Nãy giờ Thóc đã làm mấy con cá sạch nha mọi người. Bây giờ sẽ ốp mấy cái con cá này nha. Xong mình đó mình sẽ quấn với bạc mình nướng. Thì thằng Khánh nó đang chuẩn bị đốt lửa bên kia rồi. Thì nãy giờ nó đốt cái đống lửa cũng gần có than à. Những vậy không biết nó chín nổi không. Nó nhiều cá quá. Với lại hồi nãy thằng Khánh nó có mua nấm nữa. Nhưng mà nãy quên. Sực nhớ lại thì đem ra nướng chung với cá luôn nha. Dở vô đây ốp cho nó thấm mấy cái nước ốp cá nãy. Giờ sẽ cho nó vô luôn. Bây giờ có than nha mọi người. Mình để cá vô mình nướng nha. Xong rồi mình khều than cho nó. Khều than cho nó đắp xung quanh cá.
Rồi bây giờ trong lúc mình sẽ chờ cá nó chín là mình ra mình tắm xong nha. Tắm xong lên có cá chín là mình ăn luôn nha. Sông này nó đẹp không? Có nắng nắng dọi xuống sông lấp lánh nhìn khá là đẹp luôn nha. Không biết là quay trên điện thoại mọi người xem thấy đẹp không? Hiện tại đây mình thấy khá là đẹp luôn. Giờ bây giờ cho anh Khánh nó nhảy trước xong rồi cho mình nha. Cá nướng nãy chín rồi nha mọi người. Khui ra đi Khánh. Đi cá nướng ăn với rồi muối ớt chanh nha. Nướng với cái lá chuối này thì nó rất là thơm luôn nha. Cái mùi của lá chuối nó bốc mùi lên rất là thơm luôn nha. Rồi. Quá thì chín rồi. Chín quá trời luôn á. Và nhìn hấp dẫn quá ta. Rất ghê. Rất là nhiều nước nè mọi người, thấy phần nước không? Nước này là nước của con cá ra đó. Ăn đi Khánh. Nướng với bạc thì nó không có được vàng lắm, nhưng mà à, không được nóng à. Đây thì phần nấm này nó chín hết rồi nha. Ngon không? Ngon không? Nè mời mọi người nha, chấm miếng muối ớt nha. Đây mời mọi người nha. Ngon à? Không khói. Nó khét khét của mùi lá chuối khét á. Nè. Cắt thêm miếng nữa đi. Đẹp quá. Dạ nóng quá. Cá nó còn rất là nóng luôn nha. Cá nóng lắm. Lột cái da này. Răng núng. Mình ăn hai núng luôn các bạn. Đúng rồi. Ôi trời nó đã. Nó bay cái mùi khét khét của lá chuối không? Cái này thì nãy phải có cái muỗng thử miếng nước này coi nó ngon. Ây da, nóng quá. Ui, nè. Nóng quá, mời mọi người nha. Ôi. Phải nói với mọi người luôn là cá nó ngọt. Cá nó ngọt kinh khủng. Ngọt. Ngọt, ghê không? Nè, mời mọi người nha. Ngon quá. Ăn miếng nấm này. Nấm nó ngon. Ngon quá. Đây mời mọi người ăn cá nha. Khá là nóng luôn á. Nè mọi người thấy không? Nóng lắm. Thấy chưa? Ôi.
ngon. Cá nó ngọt quá mà nó nóng quá chưa có cầm lên được miếng cá luôn. Nấm thì nó rất là nhanh chín luôn, lẹ chín lắm. Okay, đây mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Đây mời mọi người. Thấy miếng cá nó trắng không? Đã không? Cắm với miếng mưa ớt nữa. Ăn vô nó mới ngon. À. Ngâm. Đây mời mọi người nha. Ngon quá. Đúng ngon luôn. Khánh Hồng lên nhìn Khánh mắc cười quá. Bắt đầu huyền thoại Đàm Vĩnh Hưng đó các bạn à. Đây, mời mọi người nha. Ngon quá. Có mấy con ruồi nó nghe mùi ngon nó bâu lại. Bây giờ mời mọi người nha. Đó những cái trứng á. Không ta. Đúng rồi. Có cái trứng cá nè. Cái trứng nè. Mời mọi người luôn nha. Ăn thử cái trứng này xem nó sao. Ngon. Béo. Nó béo béo dai dai. Thơm quá. Mọi người nhìn cảnh buổi chiều đẹp không? Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu mọi người thấy hay thì hãy bấm like, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm các video tiếp theo hay hơn nha. Bye.